viên này của chúng ta ấy thì nội dung thì nó cũng đơn giản thôi, nó chỉ là cái động tác làm quen một số các cái cơ bản ở trong Dynamo, và chúng ta sẽ bắt đầu thử tìm cái cách để import từ các bản vẽ AutoCAD vào trong Revit làm sao cho nhanh. Thì đấy là cái nội dung ở trong bài 1 ngày hôm nay của chúng ta. Thì ở đây là cái môi trường Revit mọi người đã quá quen rồi đúng không? Chúng ta ấn một cái bản vẽ mới chẳng hạn vào mục New, chọn là ví dụ như mình chọn là Structure chẳng hạn, ấn OK. Thì đây là cái bản vẽ Revit như bình thường. Được chưa? Đấy, thế thì Dynamo ấy, Dynamo từ ngày xưa, từ các phiên bản trước ấy thì người ta sẽ phải cài thêm. Thế thì còn đâu, từ cái phiên bản 2018 trở đi thì nó đã tích hợp sẵn ở trong cái mục Maintainer ở đây rồi. Chúng ta có mục là Visual Programming, tức là lập trình. Thì trong cái mục này thì nó có hai cái là Dynamo và Dynamo Player. Thì Dynamo ấy thì nó chính là cái môi trường để chúng ta lập trình. Còn cái thằng Player này này thì chỉ có là thằng như là cái thằng chạy clip cho nó nhanh thôi, đúng không ạ? Thế thì chúng ta chủ yếu là chúng ta dùng cái này. Thế sau đó thì dùng cái này là để cho chạy các cái clip cho nó nhanh. Thế thì anh em muốn tạo clip thì bấm vào đây. Đấy. Thế thì hiện tại thì cái phiên bản Dynamo mới nhất là 2.02 đấy. Thì anh em mà muốn download các cái phiên bản mới nhất ấy thì lên cái trang chủ của nó nhá, là dynamobeam.com. dynamobeam.com hay.org mình đã quên mất rồi. dynamobeam.com cũng được. Đầu gõ .com thì nó sẽ link sang cái .org. Đây trang web của nó đây. Thì tất cả các cái gì thông tin gì mới ở về Dynamo thì nó sẽ xuất hiện ở trên này. Thế nên là anh em mà muốn download thì anh em vào trang web đấy và ấn vào chữ download ở đây. Thì trong cái trang web download của nó ấy thì nó sẽ có hai cái này. Thứ nhất là cái bên này, đó chính là các cái app in Dynamo dành cho Revit. Còn bên này là một cái gọi là hẳn một cái phần mềm đi, một cái phần mềm Dynamo. Đấy, nó sẽ khác hẳn, nó sẽ là hẳn một cái môi trường độc lập chứ không phải là app in nữa. Thế thì anh em mà muốn download ấy thì anh em ấn vào đây là để download cái phiên bản hiện tại, đây là version 2.02 đây, 2.0.2 đây. Thế tuy nhiên ấy nó còn ở kéo xuống thì nó còn rất nhiều các cái nữa. Đấy, đây này, đấy, các cái này là view on build, tức là xem tất cả các phiên bản. Thì trong cái xem tất cả các phiên bản này thì nó có tất cả các cái phiên bản Dynamo từ trước đến nay. Thì anh em ví dụ như anh em cài những cái phiên bản Revit đời cũ ấy mà muốn sử dụng Dynamo đời cũ thì có thể vào đây, từ cái phiên bản 0.61 cho đến cái mới nhất là 2.02 thì nó đều ở đây hết. Đây là các phiên bản Dynamo đã xuất bản nhá. Tuy nhiên Dynamo đang ngày ngày phát triển theo từng ngày, thì đây là cập nhật theo ngày này. Ngày hôm nay phát triển đến đâu, ngày hôm sau phát triển đến đâu, nó ở đây hết. Đây này, cái daily là nó xuất bản theo ngày này. Đó, được chưa? Kéo xuống một tí nữa. Đấy, rất nhiều phiên bản xuất theo ngày. Đấy, thì tùy thôi, anh em muốn chơi cái bản mới nhất nữa, nhưng mà cái bản ấy nó chưa được xuất bản đâu, thì anh em chơi cái này. Đấy, còn nếu không thì chơi cái xuất bản chính thức thì anh em cứ chơi cái bản này. Được chưa ạ? Đây là các bản xuất bản chính thức, còn đây là các bản update. Và update thì có khi nó update xong rồi sau đó nó lại sửa lỗi, nó lại update lại, nên cái đấy nó không chính thức, nó cũng không ổn định. Tốt nhất là anh em cứ ấy nhá. Mọi người có bị đơ màn hình không? Mạng vẫn đang khỏe không mà. Đơ thật à? Alo, được chưa anh em nhỉ? Bây giờ vẫn chập chờn à? Alo, được chưa anh em không nhỉ? Anh em thấy con chập chờn không? Em mạng hôm nay lại nhà mình lại kém quá. Được chưa anh em? Vẫn tiếng chập chờn à? Thế đơ rồi đúng không? Hay là vẫn bị? OK.
Thế thì ở đây nhá, chúng ta có cái phiên bản chính thức, mọi người nhớ này, cái release này là những cái phiên bản chính thức nó ở đây nhá, còn cái phiên bản update theo ngày nó ở đây. Thì những cái này nó không ổn định đâu, tốt nhất là dùng cái bản phiên bản chính thức của nó thôi. Thì ví dụ như các bạn dùng cái phiên bản đời cũ ấy thì là Revit cũ ấy, nó chỉ hợp đến 1.2 chẳng hạn, hoặc là 1.0.92 chẳng hạn, thì cứ vào đây download tùy phiên bản Revit của chúng ta. Đấy, thế thì ở đây thì nó sẽ có đầy đủ các phiên bản mới nhất, thì mọi người cứ vào mọi người ấn download về. Đấy, ngoài ra nó còn có các cái mục khác để có giúp, có thể là các cái nguồn để thông tin để chúng ta có thể tìm hiểu về Dynamo. Thì đấy là một cái nguồn kênh thông tin để giúp chúng ta có thể tìm hiểu được. Thế còn nói về cái Dynamo ở đây thì khi mà chúng ta ấn vào nút Dynamo này thì nó sẽ hiện cái giao diện môi trường của cái Dynamo lên. Thì chúng ta sẽ cùng xem nó có những cái gì. Đây là môi trường làm việc của Dynamo đây. Đó, thế ở đây nó có những cái nút file này, thanh công cụ như là những phần mềm bình thường thôi. Thế thì ở đây nút file này tạo một file mới này. Đấy, có một tạo file mới này, mở những cái file đã cũ này, save as này, lưu lại này. Đấy, đây là nhập thư viện này. Các cái edit thì liên quan đến chỉnh sửa này. Đấy, view thì liên quan đến chỉnh cái kiểu nhìn này. Back arc thì liên quan đến kiểu như là các cái thư viện, các cái nút có sẵn này. Đấy, setting là cài đặt, còn help này là trợ giúp. Đấy. Nếu chúng ta mà muốn nó tạo file mới, chúng ta kích vào đây. Đấy, tạo file mới. Nếu mà chúng ta mà muốn mở một file cũ, chọn open đây, chọn mở. Còn nếu mà chúng ta mà muốn tạo một custom node thì cái custom node này thì chúng ta, nếu mà chúng ta vào bên trong một dự án thì chúng ta sẽ hiểu cái node nó là cái gì. Thì custom node tức là những cái node do người dùng viết. Được chưa ạ? Rồi thế bây giờ nhá, chúng ta sẽ làm một cái nhẹ nhàng đơn giản đầu tiên. Đấy, chúng ta vào đây để chúng ta tìm hiểu. Ở trong cái môi trường Dynamo ấy thì nó có môi trường này này. Đấy, cái này gọi là không gian. Đấy, không gian Dynamo. Đấy, không gian hình học Dynamo này. Thế khi mà ở đây nó có các cái thư viện ở bên đằng này. Đấy, các cái nốt ở cái này, các cái bên này, trong này nó có nhiều tầng lớp, thì cái cuối cùng ở đấy nó gọi là các cái nốt. Thì mỗi cái nốt nó có một, như là một cái hộp đen ấy, nó có một cái ý nghĩa gì đấy, để khi chúng ta đưa một cái đầu vào vào thì nó biến đổi và nó cho ra cái đầu ra. Đấy, ví dụ như sau, cái nút cộng, đây là một cái hộp cộng. Cái hộp cộng này ấy, nhiệm vụ của nó là để cộng. Cộng của cái, nó hỏi chúng ta là cộng cái số x là mấy, số y là mấy, thì nó sẽ cho biến đổi và nó cho ra kết quả đây. Ví dụ như chúng ta có x bằng 5, y bằng 4. Thế thì x cộng y thì bằng mấy? Tất nhiên là bằng 9 đúng không? Thế thì chúng ta xem Dynamo làm như thế nào nhá. Chúng ta lấy con số 5 này, bấm nó một cái, kéo nó sang đây, dí nó vào đây. Đấy, thế nào, 5 được truyền cho con x, 4 được truyền cho con y, và tự nhiên thì cái kết quả nó xuất ra ở đây, nó sẽ ra kết quả bằng 9. Được chưa ạ? Đấy, thế thì Dynamo nó như một cái hộp đen ở đây này. Đấy, mỗi cái lốt nó như một cái hộp đen ấy. Nhiệm vụ của cái hộp đen này này là nó nhập đầu vào, sau đó thì nó tùy vào chức năng của cái hộp đấy, nó sẽ biến đổi và nó nhả cho chúng ta ra kết quả. Đấy, chúng ta có thể truyền kết quả ra một cái con số A nào đấy ở đây. Nối nó vào chữ A này. Đấy, và cái chữ A này giá trị của nó bằng 9. Được chưa ạ? Đấy, tương tự như vậy, nếu mình ở đây mình có một cái phép nhân chẳng hạn. Đấy, x thì bằng 5 và y thì bằng 4, thì 5 nhân 4 thì nó bằng bao nhiêu? 20. Được chưa? Mỗi cái hộp đen thì nó lại có một cái chức năng của nó. Thế thì chúng ta sẽ tìm dần dần qua mỗi bài học, thì chúng ta sẽ tìm hiểu có những cái hộp đen gì và nó có những cái chức năng gì. Và khi nắm được các cái chức năng đấy thì mình sẽ nắm được cái dynamo nó như thế nào. Được chưa? Thì đấy là cái cơ bản, một cái cơ bản, cách rất là cơ bản để chúng ta tiếp xúc với dynamo. Mọi người sẽ hình dung ra cái cách chúng ta kéo thả các cái dây nhá. Đấy. Bấm vào đây, kéo một cái ra đến đầu, bấm cái nữa. Đấy. Bấm vào đây này, kéo ra đây, bấm cái nữa. Nếu mà chúng ta thấy cái đầu này không thích thì bấm vào đây. Đấy, kéo ra, bấm ra ngoài thì là mất. Kéo vào, bấm vào. Được chưa ạ? Đấy, một cái ô đầu đến này này, nó chỉ chứa được một cái đầu vào này thôi. Truyền chỉ vào đây thôi. Cứ số 5 và số 4 mà cùng truyền vào y thì là tịt. Đấy, nó tranh nhau ngay. Được chưa? Đấy. Rất là đơn giản.
Thế thì nó ở cái Dynamo này nó là một cái ngôn ngữ lập trình, à nó không phải một cái môi trường lập trình trực quan, nó rất là trực quan, mọi người nhìn thấy ngay được kết quả đúng không? Mà chúng ta lại không phải viết code gì cả, thì đấy là cái ưu điểm của nó gọi nó là lập trình trực quan mà. Thế thì anh em sẽ rất là dễ dàng tiếp xúc vì anh em không phải đau đầu về chuyện viết code. Được chưa ạ? Rồi, thế chúng ta cùng xem ở đây. À, chúng ta biết là có những cái hộp đen, nhiệm vụ của nó là biến đổi từ đầu vào cho ra đầu ra kết quả. Thì ở đây có những cái hộp đen gì? Thứ nhất là cái mục direction. Đấy, cái này liên quan đến các cái list danh sách của chúng ta, đếm này, rồi giá trị này, xem nó có như thế nào. Các cái mục liên quan đến hiển thị như là màu sắc này. Đấy. Các cái liên quan đến geometry là hình học này, ví dụ như đây là những cái đường curve, là những cái đường như là đường thẳng, đường cong này, sizal này, hình tròn này, đấy, ellipse này. Cái tóm lại là cái geometry liên quan đến hình học nhé. Thì chúng ta là nếu chúng ta muốn truy xuất thông tin gì liên quan đến hình học thì chúng ta dùng cái tab geometry. Cái import import này thì nó liên quan đến chuyển và nhập dữ liệu, ví dụ như là trong data này chúng ta có chuyển ra Excel, xuất ra Excel, nhập từ Excel nhập vào, rồi từ các file đấy, rồi đây là ra file ảnh đấy, lên web đấy, thì đấy là liên quan đến xuất và nhập dữ liệu. Các cái input này của chúng ta ví dụ như là các cái số, các cái chữ đấy, các cái true false, rồi thì là ngày tháng, rồi thì địa chỉ, vị trí đấy, thì cái này liên quan đến nhập. Nói chung là đây là một công cụ input, là liên quan đến công cụ nhập liệu, nhập đầu vào đấy. List là liên quan đến xử lý các cái danh sách. Math thì liên quan đến toán học, ví dụ như là cộng trừ nhân chia, em or so not đấy, trị tuyệt đối, rồi sin cosine, thì đây là các cái hàm đấy. Ví dụ như là anh em dùng cái hàm asin này, đấy, sin của 1 phần 2 chẳng hạn thì nó bằng mấy? Đấy, asin của 1 phần 2, nối nó vào đây một cái thì nó biết ngay góc của asin 1 phần 2 là 30 độ. Được chưa? Để mỗi cái nút nó lại có một cái chức năng của nó. Math ở đây là liên quan đến toán này. Còn cái Revit ở đây, Revit là tất cả những cái đối tượng nào bên Revit này, nó sẽ được làm việc thông qua cái mục Revit ở đây. Được chưa? Đấy, còn đây là các cái lốt khác. Các cái lốt này là liên quan đến các cái lốt mà chúng ta sẽ cài thêm, gọi là các cái back arc đấy. Thì mình sẽ hướng dẫn mọi người khi mà chúng ta cài thêm các cái back arc. Rồi, chúng ta đã làm quen một chút rồi đúng không ạ? Mọi người thấy nào? Dễ hiểu không? Mới bắt đầu thì nó chỉ có như vậy thôi. Thế thì chúng ta sẽ làm thử ngay với một cái ví dụ đơn giản đầu tiên. Sơn có gì muốn hỏi nhỉ? À, chúng ta sẽ làm quen ngay với một cái đầu tiên, đó chính là anh em thấy là khi mà chúng ta vẽ đồ lại từ bản vẽ CAD ấy, cái dễ nhất là cái hệ lưới đúng không? Cái hệ lưới, nhưng mà tuy nhiên là nếu mà cái hệ lưới đấy nó nhiều, ngồi chấm 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 pích pích thì nó cũng lâu chẳng hạn. Thế thì có cái cách nào mà đưa cái hệ lưới vào nhanh không chẳng hạn? Đấy, thế mình sẽ cùng thử làm một cái ví dụ đưa một cái hệ lưới nhanh vào nhá. Thì thường thường khi đưa hệ lưới vào ấy, anh em dùng công cụ là insert đúng không? Chúng ta chọn link CAD này. Chúng ta chỉ đến cái file đó. Ví dụ như ở đây mình có một cái hệ lưới như thế này. À, một cái file CAD như thế này. Ủa? Nó chạy đâu mất rồi? À, hình như cái file này, sorry mọi người, hình như là mình đã link cái file này vào rồi hay sao đấy. Mình sẽ link lại nó nha. Insert này, link CAD này, chọn file này. Đấy, Central to Central này. Đến cái Cube Ravioli ở level 2 này. Xong rồi mình chọn đơn vị của nó đang ở đây là mm này. Được chưa ạ? Rồi, open. Thì ở đây cái file CAD của chúng ta đây. Đấy, file CAD của mọi người thì thường thường nó cũng sẽ như thế này. Đúng không ạ? Thế bây giờ chúng ta làm nào để chúng ta lấy được cái hệ lưới vẽ nhanh bây giờ?
Cách đơn giản thì đầu tiên là mình phải xóa những cái layer không cần thiết đi đã, mình chỉ để lại cái layer của lưới thôi. Cái layer của lưới nó là cái layer access này, ok. Đấy, đây là cái layer của hệ lưới. Được rồi. Thế chúng ta bật Dynamo lên. Thì đây là đối tượng cái này nhá. Anh em chú ý này. Đây là bên môi trường Revit. Còn đây là môi trường của Dynamo. Được chưa? Thế anh em mà muốn đưa được từ Revit mà nhảy vào thành đối tượng của Dynamo thì anh em phải thông qua cái thằng Revit này. Được chưa? Bây giờ mình chọn một đối tượng ở bên này thì cái nó chính là cái công cụ chọn ở bên Dynamo, thì chúng ta xem có nào liên quan đến lựa chọn không. À đây, selection. Selection này liên quan đến lựa chọn này. Đấy, thì có hai cái chúng ta cần phải thấy chú ý. Select model element và select model elements. Thì cái này này là chọn một đối tượng, tức là như nào? Anh em chọn đây ấy thì anh em chỉ tích được một phát thôi, chọn được một đối tượng duy nhất. Còn cái select model element này, select model elements này thì chúng ta có thể quét nhiều đối tượng một lúc. Đó, thế thì nó khác nhau như nào? Anh em có thể thấy là ở đây nó chỉ có một đối tượng thôi. Còn ở đây nó có tận 4 đối tượng cơ. 1 2 3 4 5. Nhiều đối tượng quá, không phải 4. Đúng chưa ạ? Đây là chọn nhiều đối tượng một lúc nhá. Còn đây là chỉ chọn một đối tượng thôi. Được chưa ạ? Được chưa? Thế này anh em hay hiểu cái ý nghĩa của nút này không? Bên mục selection của Revit nha, nhiệm vụ của nút này là chọn đối tượng từ bên Revit vào trong Dynamo. Thế khi chọn xong rồi, đấy, có cái đối tượng này rồi thì làm sao? Đấy, làm sao để chúng ta tách lấy được các cái layer của két bây giờ? Thế thì có một cái package ấy, nó tên là Beam Allot này này. Đấy, anh em mà search mục package này, chọn mục search for package. Đấy, đợi cái mục search này nó đồng bộ với server của nó lên xong thì anh em gõ ở đây, gõ chữ là beam or, đây chính là cái nút này, anh em cài luôn cả hai cái thằng này đi cũng được. Đấy, beam or node và link dvkg. Được chưa ạ? Rồi thế thì nó có ở cái thằng này đấy thì nó có cái gì hay, nó chính là có thằng này này, Cover from cat layer, tức là chúng nó hỏi chúng ta này, import instance đâu, tức là cái bản link cat đâu. À tao đây, cái bản link cat của tao đây, nối cái thằng link cat ở đây. Layer của ông muốn lấy là cái layer nào? À thế layer nào bây giờ? Thì thực ra thì mình đã xóa sử hết các layer rồi, nó chỉ còn một layer thôi, do đó mình cũng đếch cần nhập tên của layer nữa, cứ để nguyên nó như vậy. Run một cái, đây rồi. Tất cả các cái đối tượng ở bên AutoCAD link nó vào trong Dynamo hết, nó thành đối tượng luôn của Dynamo. Đây chính là các đối tượng của Dynamo trong môi trường hình học này. Anh em bấm ở đây là cái môi trường kéo thả đây nha, bấm sang đây là môi trường hình học này. Đấy, xoay xoay này. Đấy. Di chuyển này. Đấy, được chưa? Zoom này. Đấy, được chưa? Cộng zoom này, trừ zoom này. Đấy. Được chưa? Anh em chỗ này có dễ hiểu không? Đây là môi trường nút thả nha, đây là môi trường hình học nha. Đấy. Thế nên mình đã lấy được các cái đường nét của AutoCAD làm đề bài rồi. Đấy, tất cả các đường nét của AutoCAD nó ở đây. Mình làm một cái biến A ở đây đi chẳng hạn, đây nét két đi chẳng hạn. À mọi người nhìn thấy mình làm cái trò gì không? Kích đúp một cái nhá thì nó hiện cái thằng này. Nét két. Đấy, tất cả nét két thì mình kéo cái thằng Cover này sang. Thì tất cả các cái nét két đây. Đấy. Nó lại nằm trong một cái list không ở nhìn ngứa mắt quá. Có một cái công cụ gọi là flatten. Flatten nhiệm vụ của nó ấy, thì làm phẳng cái list ra. Mọi người nhìn thấy cái list của chúng ta ấy, nó nhiều tầng lớp như này, nhưng mà khi sau khi được làm phẳng ấy thì nó sẽ chỉ còn một tầng lớp thôi. Này, một tầng này. Cái này nó có hai tầng này. Đúng chưa? Cái này làm phẳng nó ra. Đấy. Làm theo số cấp, ví dụ mình cũng muốn có một cấp chẳng hạn, mọi người nhìn một cấp nhé. Đấy, hai cấp này. Đấy. Không cấp này. Đấy. Được chưa?
Thế đây mình muốn làm phẳng ra thì mình sẽ để nó như thế này, mặc định của nó sẽ phẳng như thế này. Đấy, có thể mình cho thằng này lên đằng trước chẳng hạn cũng được. Vậy tóm lại là mình có cái led két nhá, là các cái đường này rồi. Được chưa ạ? Đây là các cái đường từ bản AutoCAD Link mình lấy sang được, nó gồm có những cái hình tròn, những cái đường thẳng. Đấy, mọi người nhìn ở đây là sẽ thấy khi mà mình kích vào đấy, nó là hiện, nó chính là đối tượng này đấy. Đấy. Đấy, nó cứ nhảy 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 giữa các đối tượng ấy, kích vào đối tượng nào nó nhảy đối tượng đấy. Được chưa ạ? Thì đây là cái mà chúng ta đã có. Còn cái mà chúng ta đang muốn đến là cái gì? Cái chúng ta đang muốn đến là một cái lưới của Revit. Do đó một cái lưới của Revit thì chúng ta phải xem là cái phần tử lưới, thì muốn tạo được cái lưới thì lấy ở đâu? Thì các phần tử của Revit vẫn ở trong Revit thôi. Nó là các phần tử, mục element là các phần tử. Trong mục element tìm 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 tìm, tìm thấy cái nào tên là grid không? À, grid, 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 à đây rồi, grid. Trong grid mọi người sẽ thấy có hai cái là dấu hỏi và dấu cộng. Dấu cộng có nghĩa là tạo mới, còn dấu hỏi thì là truy xuất thông tin của một thằng đã có rồi. Thế thì anh em muốn tạo một cái lưới thì anh em sẽ dùng cái dấu cộng. Nó có mấy kiểu cộng này, cộng by arc, by line và by start point endpoint, thì ý nghĩa của nó là gì? By arc ấy, tức là anh em có một đường cong thì nó sẽ biến cái đường cong đấy thành cái lưới. By line ấy là biến từ một đường thẳng thành cái lưới, cái chữ line này, nó giống cái chữ line ở đây này. Nên nếu mà anh em chỉ cần lấy cái line này, anh em lối thẳng ở đây phát thì nó biến cái line này nó thành cái lưới luôn. Đấy là gọi là by line. Còn by start point end point ấy, thì tức là nó phải cho chúng nó hai điểm, điểm bắt đầu và điểm kết thúc, thì nó sẽ vẽ cho chúng ta một cái lưới thẳng. Được chưa ạ? Thế thì ở đây chúng ta thấy cái line này với cái line này nó có vẻ hợp nhau này, mình không cần hai cái này nữa, mình dùng cái công cụ này. Được chưa ạ? Thế nhưng tuy nhiên ở đây có những cái hình tròn và những cái đường thẳng. Thế cái hình tròn đấy là như thế nào? Đây này. Đó, nó chính là của cái ông mắt ở đây này. Hai cái hình tròn này. Không cần đúng không? Bốn cái thằng con này mình cũng đếch cần. Mình chỉ cần cái lưới to này thôi. Đúng không ạ? Rồi thế mình sẽ phải lọc nó ra. Nhiệm vụ là để làm gì? Mình biết cái mình mong muốn là những cái đường line chuẩn của cái lưới thì nó sẽ tạo thành được cái lưới ở đây. Nên mình sẽ tìm cách lọc bỏ những cái phần tử không cần thiết ở đây đi, chỉ để lại những cái line cần thiết thôi. Thứ nhất là mình sẽ chỉ lấy những cái đối tượng lưới là đường thẳng thôi, bỏ những cái hình tròn đi. Thế thì ở trong đây có công cụ là remove, rất là hay, remove if not, tức là remove if not ở trong mục modify của cái mục list nha. List này, list là danh sách này. Thế cái này gọi là cái danh sách này, đây chữ list này. Đấy, đây là một danh sách. Anh em hiểu chưa? Thế em muốn xử lý cái danh sách này thì anh em vào mục list và modify để chỉnh sửa. Chỉnh sửa cái danh sách thì có một cái nó gọi là remove if not, tức là cứ thấy cái phần tử nào không đúng kiểu thì loại ra, mình chỉ cần là like ở lại thôi. Thế thì nó sẽ loại tất cả các thằng tử phần tử khác đi, nó chỉ còn like thôi, 156 đối tượng chỉ còn 108 đối tượng, chỉ toàn like là like thôi. Được chưa ạ? Đến đây anh em hiểu chưa nhỉ? Đến đây anh em có hiểu không? Đâu rồi anh em, đâu rồi? Đây, đang làm gì đây? Có hiểu không? Dễ hiểu đúng không? Rồi, ok. Cũng phải test một tí thôi để cho xem anh em có hiểu không, không phải mọi người ngủ hết rồi không biết. Ở đây nhá, chúng ta có 108 cái like này. Tuy nhiên ấy, có những cái ông tướng là những ông bé bé ở đây này. Đấy, ông ý đếch phải là những cái lưới, ông chỉ là những cái dấu phẩy phẩy thôi. À, mình cũng không cần những cái ông ấy. Nào, mình muốn tắt những cái ông nào mà không cần đi, chỉ hiện những cái ông ở đây lên thôi thì làm như thế nào? Mình Ctrl A là chọn tất cả các cái nút ở đây này. Cái chuột phải một cái có mục là Hide all geometry preview, tức là ẩn các cái mục hiển thị hình học đi. Hiển thị hình học có nghĩa là hiển thị ở đây nhá, cái này gọi là hiển thị hình học này, thì ẩn tất cả đi là nó ẩn hết. Được chưa?
nhưng mình lại chỉ muốn lại hiện ông này lên, thì mình kích chuột phải cho ông này và chọn là preview ông ấy lên. Đấy. Thế thì ông ấy gồm những cái gì? Ông ấy gồm các cái đường like chính và có mấy cái ông like con này này. Được chưa? Thế thì làm thế nào để loại bỏ những cái ông like con này đi? Những cái ông like con này ấy, thì ông ấy ngắn, đúng không? Thì nếu mà chúng ta biết chiều dài ấy thì chúng ta sẽ loại bỏ được ông ấy đi. Thế thì ông này là đối tượng hình học ở trong Dynamo rồi. Like thì để xử lý được liên quan đến hình học, mình vào một geometry là hình học. Được chưa ạ? Line là các cái đường cover, do đó mình vào tab cover. Tiếp theo mình vào cái mục là cover tiếp và mình sẽ kiếm đến cái gọi là length, là chiều dài, để mình xem là mấy cái ông tướng này dài ngắn như thế nào. Và mình kéo cái cover sang đây thì mình đây có tất cả độ dài của 108 ông. Những cái ông ngắn ngắn ấy, ông dài là 249 mm, 250 mm, còn các ông còn lại thì đang dài là hơn 14 mấy mm cơ, 4000 mm, hơn 48 m, hơn 40 m. Được chưa? Thế thì cứ gặp ông nào mà nhỏ hơn 300 mm đi thì loại hết. Rồi, thế thì mình sẽ làm cái nút là nhỏ hơn hoặc bằng. Đấy, kéo ông tướng xuống đây. Nhỏ hơn hoặc bằng 300, xem có những ông nào nhỏ hơn hoặc bằng 300 xem nào. Cứ ông nào true là nhỏ hơn 300, false là lớn hơn 300, đúng không? Đấy, thế tất cả những ông true đây là những ông nhỏ hơn 300 là cần loại này. Ông false là ông muốn giữ lại này. Được chưa? Rồi, thế thì khi có cái bảng lọc này rồi thì làm thế nào để tách riêng được ông nào là true, ông nào là false? Thì ở trong Dynamo nó có cái nữa nó gọi là filters by bool mask. Thì nhiệm vụ của loop này là gì? Lọc theo một cái bool mask, tức là một cái mặt lạ đúng sai. Thế là đây, cái này là đúng này, sai này. Thế mọi người cùng xem cách làm nhá. List danh sách, nó hỏi danh sách đâu? Danh sách đây. Mặt lạ đúng sai đâu? Mặt lạ đúng sai đây. Chạy. Kết quả là gì? Cứ cái thằng nào ở đây là đúng ấy thì nó nhảy lên in. Thì cái thằng ở đây này, ví dụ thằng không, phần tử không ở đây nhá, thì không bên này nó là đúng, thì nó sẽ, cái thằng này nó sẽ nhảy lên in. Tiếp theo ví dụ như cái thằng ở dưới này này, thằng 102 nó là for, thì thằng 102 ở đây nó là cái gì? Là cái thật đường này này, nó chui vào đây và do cái mặt lạ của nó là for thì nó lại chui xuống out. Vậy tóm lại là chúng ta có hai cái in out. Cái in out này này. Đây, mình preview nó lên. Cái in thì là đúng, còn out là sai. Thế thì đúng đây. Đúng chưa? Đúng là nhỏ hơn 300 chưa? Thì cái này là lọc ra những cái đường nhỏ hơn 300. Còn sai là đâu? Sai là cái out này này. Thì nó không phải là đấy mà nó chỉ là những cái đường lưới này thôi. Thì đấy là cái cách để chúng ta có thể lọc tách riêng ra được những cái đường nào nhỏ hơn 300 và những cái đường nào lớn hơn 300. Và mình sẽ chỉ dùng cái ao này để tạo thành lưới. Và tất nhiên thì sau khi mà cái đường ao này mà tạo ra được rồi thì chúng ta chỉ cần nối nó lại các cái đường line này. Cần dùng biết rồi đúng không? Nối nó vào cái mục grid này một cái và ấn run một cái thì lập tức là bên này của chúng ta. Mọi người sẽ nhìn thấy ngay, mình sẽ tắt cái link đi để cho anh em có thể dễ nhìn. Nó đã tạo ngay cho anh em một cái hệ lưới luôn. Đây, grid của Revit. Đúng theo cái lưới của AutoCAD luôn và với chỉ một click thôi. Được chưa ạ? Đấy, từ những cái đường line đã chọn biến thành grid. Những cái đường line đã chọn biến thành các grid đây rồi. Được chưa ạ? Anh em có hiểu không ạ? Mình sẽ save file lại nha. Thế thì hoàn toàn tương tự, nếu như cái bản vẽ AutoCAD của chúng ta nó là những cái đường arc hay là những cái đường gì đó thì chúng ta hoàn toàn có thể tạo ra được cái đường lưới thông qua đấy. Cứ vào cái mục element là phần tử đúng không, kéo đến cái mục grid là cái lưới, thế tiếp theo là arc là đường cong, đây thì tạo được lưới cong
Line thì sẽ tạo được lưới thẳng, được chưa ạ? Đấy là cái tạo ra cái lưới. Thế từ cái học tạo ra cái lưới này, anh em hoàn toàn có thể áp dụng cho các phần tử khác, ví dụ như là dầm sàn, tí nữa mình sẽ hướng dẫn. Ví dụ như cái dầm chẳng hạn, dầm nó là structure framing đây đúng không? Structure framing đấy. Ví dụ như mình tạo cái dầm, đấy, nó hỏi keyword của con dầm đâu? À, keyword nó đây. Thế nhá, mình xóa những cái đường lưới này đi nhá. Mình bật lại cái thằng grid lên. Thì bây giờ mình muốn những cái đường lưới này nó biến xử thành con dầm cơ chẳng hạn. À, nối cái thằng g vào đây. Nhưng mà con dầm nó lại hỏi chúng ta là level nữa, tức là tầng. Muốn vẽ cái dầm đấy là tầng nào, đúng không? Thì anh em sẽ phải vào mục tiếp là cái mục Revit ở đây. Có một cái mục Selection là lựa chọn đúng không? Có một cái mục là level là các tầng ở trong cái dự án của chúng ta ấy. Dự án chúng ta có những tầng nào thì ở level ở đây nó cho chọn hết. Rồi. Mình muốn vẽ nó ở level 2 chẳng hạn. Đây đang ở level 2 đúng không? Ok. Nối level ở đây. Tiếp theo có kiểu nữa là structure framing typer, tức là cái kiểu dầm là gì, ví dụ như là 300, 600, 500 gì đấy, thì nó chỉ khi mà anh em vẽ dầm anh em cũng biết rồi đấy đúng không? Thì ở bên này này đấy, cái này gọi là structure framing typer này, kiểu dầm. Thế thì anh em có thể chọn cái structure framing typer ở mục này cũng có, bên đằng này đây structure framing typer. Thì ở đây là Structure Framing Typer có rất nhiều kiểu dầm ở trong đây. Ví dụ giờ mình có dầm con 300, 600, mình lối nó vào đây, mình ấn run một cái. Thế thì anh em ở bên này có ngay cái mặt bằng dầm. Đấy, dầm đấy, đấy. Vẽ theo các cái lưới của két. Được chưa? Đấy nhá, anh em học một cái này thì anh em có thể suy ra các cái khác. Đoạn này anh em có hiểu không? Hay lại nhanh quá rồi? Đấy. Thì ở đây mình lại cho cái thằng này lại một save as một cái. Cái này gọi là light to beam nhá. Được chưa? Em có hiểu không ạ? Đâu rồi, mọi người đã biết cả rồi. Có gì muốn hỏi mình không? Đâu là ai muốn hỏi gì nào? À, ai muốn hỏi gì thì hỏi hỏi mình luôn đi. Em cứ chat hoặc là có thể là trong lúc mình hỏi như vậy thì anh em có thể bật mic lên. Tạ thừa chưa khó hiểu. Được. Xem đến đâu hiểu đến đấy, nhưng giờ lại quên hết rồi. Về khi mà anh em nhận được cái file này của mình ấy thì anh em nghiên cứu nó đi, xong rồi sau khi nghiên cứu xong thì có những cái lốt nào nhớ, lốt nào không thì anh em phải hỏi. Đấy, cái nút này chỗ này nó ý nghĩa là gì? Anh em chỉ cần nhớ là cái chúng ta đã học những cái gì thôi. Đấy. Chúng ta đã học những cái gì xong sẽ chúng ta kết hợp với clip và chúng ta có thể là chúng ta ngâm cứu cái lại cái này thì chúng ta sẽ tìm hiểu thì chúng ta sẽ nó chỉ bị vướng ở lúc trong thời gian đầu khi chúng ta chưa quen đến các cái nốt này thôi. Thế sau thì mình là anh em lại quen hết rồi mà. Được chưa? Thế chúng ta đã xong cái phần liên quan đến lứa trục rồi đúng không? Đấy, và mình chế nó sang một tí sang cái dầm. Thế là anh em đã hiểu cái cách bản chất của cái việc import từ CAD vào trong Revit rồi nhá. Chúng ta cái bản chất của việc đấy nó rất đơn giản là chúng ta tách lấy cái layer của CAD. Sau khi tách lấy layer của CAD rồi thì chúng ta xem là đối tượng chúng ta cần mô hình ở trong Revit nó mô hình kiểu gì. Chúng ta vào trong Revit, chúng ta vào cái phần tử chúng ta muốn, ví dụ như floor hay là structure column, structure framing hay gì đấy. Thì chúng ta xem là cách tạo ra cái phần tử đấy là kiểu gì, bấm vào cái nút của tạo ra của nó ấy, xem nó cần cái những cái đầu vào nào thì chúng ta cung cấp đủ đầu vào cho nó là được. Thế những cái đầu vào liên quan đến family typer hay là structure family typer thì những đây là những kiểu dáng cấu kiện các thứ thì mình đã thiết lập ở bên Revit rồi, level thì là của Revit rồi, còn các cái thông tin liên quan đến hình học x y z hay là keyword kia viết nó phụ thuộc vào cái bản két thì chúng ta lấy từ các cái đối tượng két, chúng ta tìm cách suy làm sao từ các cái đối tượng két suy ra được
cái hình thái cần thiết của các cái nút này là được. Được chưa? Đấy là cái cách để chúng ta lý luận, để chúng ta có thể suy ra được, làm được cái việc import bản vẽ AutoCAD vào trong Revit. Rồi, anh em có hỏi gì không? Nếu không hỏi gì, chúng ta sẽ lại tiếp tục. Em có hỏi gì không ạ? Ok, mình sẽ tiếp tục nha. Quay trở lại với cái hệ lưới của chúng ta. Đây, cái hệ lưới mà mình vừa import được rồi. Thế bây giờ mình lại không chỉ là cái hệ lưới này nữa. Đây là một cái móng, cái cọc đầu tiên là cái cọc trước. Mình sẽ import cái mặt bằng cọc vào. Đây, đây là cái mặt bằng cọc của nó. Giả sử như vậy, Central to Central. Ok. Đây, cái loại nhảy tít tận trên này cơ. Mình sẽ align xuống. Ông cọc này. Mấy cái ông cọc, mấy cái ông tướng cọc này này. Đấy, nó là cái những cái ông hình tròn này. Đấy, đúng chưa? Chúng ta sẽ xóa đi và chúng ta chỉ để lại những cái layer cần thiết thôi, chẳng hạn. Ví dụ như là những cái ông access các thứ, mình chỉ để lại cái pipe hidden này. Ok, những cái đường nét nó đây. Thì giá như mà mình có thể biến được những cái hình tròn này trở thành một cái cọc thì rất là tuyệt, đúng không ạ? Bởi vì nếu anh em cứ hình dung là nếu mà anh em mà đổ lại cái bản két nó rơi vào khoảng 500 cái cọc mà cứ ngồi tích tích tích, tích thì chết dở, đúng không? Rất là khó khăn. Thế cái cọc thì nó như thế nào? Đây thì mình sẽ mở mô hình của một cái cọc lên, một cái family cọc lên. Family cọc thì nó đơn giản thôi. Family thì như bình thường mọi người có thể tạo bất cứ family nào. Ở đây mình có một cái family như thế này. Tên của nó là pipe. Load vào trong dự án chẳng hạn. Đây, nó đây. Tên của nó mọi người nhớ nhá. Pipe. Ok. Bây giờ mình muốn là cái cọc nó chui vào từng cái địa chỉ và từng cái vị trí của này, chính xác vị trí. À, thế thì mình xem cái con này nó là bằng bao nhiêu. Cái cọc này không biết là cái đường kính bao nhiêu đây, nếu mình không nhớ nhầm thì nó là 600 thì phải. Năm trăm. Rồi cọc này là kích thước là 500. Mình sẽ lại đưa nó vào. Cái này chuyển thành beam, ok, xóa đi. Mình xếp file này khác. Là cái này gọi là size to pi đi, biến thành cọc. Ok, vẫn là những cái này thôi, vẫn là cái layer két thôi. Remove if not, layer két đây nó vẫn là như vậy. Mình chỉ chọn lại cái đường link là cái link mới, chọn lại đường link, kích vào cái link, kích vào phát. Ok, thế nó chỉ còn lại cái layer của cái con cọc. Anh em zoom vào anh em sẽ thấy. Bốn trăm phần tử. Đây đây đây. À ok, mình chưa hiện nó lên preview đã. Đấy. Tổng hợp các cái ông tướng cọc đây. Thế đây là cái dữ liệu mình có. Thế còn cái mà mình có thể chèn vào thì nó là cái gì? Cái mà gọi là chèn vào đấy, nó là cái family của cái cọc. Cái family của cái cọc ấy, anh em thường hay chèn là bằng cái công cụ structure và chọn cái mục gọi là insulate ở đây này. Thì tất cả những cái ông tướng mà chèn theo cái kiểu pick 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 này này, cột hay là cọc hay là gì đấy, cái mấy ông này gọi chung là family instance. Family instance nó là ở đây.
Family Instance. Đây. Family Instance. Thế anh em muốn tạo ra một cái cọc thì là dấu cộng. Hỏi là truy xuất thông tin. Còn cái set 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 này này thì là hình thay đổi cái thuộc tính của nó, thay đổi cái thông tin hay hay là thay đổi cái hình dáng của nó, thay đổi nói chung là chỉnh sửa thì là thằng này. Truy xuất thì là cái thằng này, còn tạo mới thì là cái thằng này. Anh em muốn tạo cái cọc thì có dấu cộng. Cộng thì có rất nhiều kiểu. Cộng theo point tức là có một điểm thì nó tạo ra cái cọc. By coordinate tức là theo x y z thì nó cũng giống tạo tạo điểm thôi. Nhưng mà thay vì nhập điểm thì nhập x y z. By face tạo bề mặt. Đúng chưa? Có rất nhiều kiểu. Đây là by point ever. Point ever tức là tạo một cái family mà từ cái point nhưng chỉ lấy cái x và cái y của cái point thôi, còn z thì theo cái level của nó. Thế thì cái này ấy, thường là chúng ta dùng cái này bởi vì là nó sẽ liên quan đến host. Khi mà anh em pick một cái point, một cái này thằng này vào này thì cái đối tượng của chúng ta nó phải có cái host ở đây này, host này level 2 này. Thì cái này nó rất là quan trọng, cái host nó rất là quan trọng bởi vì khi anh em thay đổi chiều cao tầng hay là thay đổi cái level đi thì cái cọc nó đi theo chẳng hạn đấy, thì cái host quản lý nó rất là quan trọng, do đó anh em phải dùng cái thằng này để lấy được cái host đây này, level to host family instances. Thì có nghĩa là cái level này sẽ là cái host quản lý cho cái family đấy, thì nó rất là quan trọng nhá, anh em nên dùng cái này. Thì thứ nhất là cái family type ở đâu? Family type đây, family type anh em có thể lấy nó ở trong mục selection nhé. Đấy, như mình nói lúc trước ấy, Revit này, mục selection trong này có các kiểu để lựa chọn family type ở đây. Thế thì dự án có kiểu family nào nó ở đây hết? Thì có cái pipe mình load vào ấy, nó đây này. Nối thằng này vào đây. Được chưa? Level thì chính là cái mục level ở đây này. Mình muốn chèn vào tầng 2. Nối level ở đây làm host. Chỉ có cái cuối cùng là cái point này thôi. Point này chính là cái tâm của cái điểm chèn của cái family, thì ở đây nó là cái tâm của cái cọc. Làm sao để lấy tâm của cái cọc? Tâm của cái cọc chính là tâm của các hình tròn này. Thế mình sẽ chỉ lọc những cái hình tròn thôi. Remove if not như chúng ta biết lúc trước. Chỉ lọc những cái hình tròn là size or CR. Đây đúng không? Chúng ta sẽ chỉ lọc ra những cái hình tròn. Thế thì chúng ta chỉ được những cái hình tròn thôi. Toàn hình tròn là hình tròn 155 cái hình tròn. Thế với cái điểm là gì? Tâm của hình tròn. Chúng ta vào mục hình học liên quan đến cover size hình tròn, tâm của hình tròn, central point, radius là bán kính của hình tròn. Đây, tâm hình tròn. Thế thì bấm vào đây là phát thì tất cả nó không, nó chính là cái điểm tâm này, mọi người nhìn thấy cái điểm tâm của nó tự nhiên nó đậm lên không? Đấy, được chưa? Anh em vừa chọn đây nó còn sáng xanh xanh xanh, xanh lên này, này. Đấy, được chưa? Đây là chính là point chèn của điểm cần thiết. Và chúng ta chỉ cần kéo cái point đấy ra đây là được. Ok, nhìn tác dụng nhá, anh em nhìn tác dụng này đang bình thường nhá. Mình sẽ ẩn hết các cái xanh xanh đi cho nó hoành tráng, và anh em chỉ cần ấn run một phát ấy. Đấy, 155 cái cọc cho anh em chỉ một click thôi. Được chưa? Chính xác từng vị trí. Thì có 500 cái cọc hay 1.000 cái cọc hay là thế nào đi chăng nữa thì nó cũng chỉ một click như thế này thôi. Được chưa? Thì cái này nó sẽ rất là hữu ích cho anh em khi mà đồ lại từ bản vẽ két mặt bằng cọc chẳng hạn. Làm rất là nhanh. Rồi mình sẽ xếp file lại. Anh em có gì muốn hỏi không? Vẫn đơn giản như vậy. Phần AutoCAD và phần đưa Revit hai phần và các cái cầu lối của nó. Chả có cái gì phức tạp.
Sao ạ? Vinh thế gõ gì nháy nháy mà lại thôi đấy. Anh em nào có câu hỏi dài thì có thể bật bảo mình để bật cái mic lên. Mọi người có hỏi gì hỏi mình không ạ? Sơn, Tân, Quân. À, cái chiều dài cọc hay là các cái thứ kia ấy thì là mình sẽ học ở một cái bài sau. Đấy, cái đấy nó là một cái rất là hay, nhiều cái lắm. Nó không đơn giản, nó chỉ là tại vì ấy, cái chiều dài cọc này ấy, thực ra là cái thằng nào nó quản lý nó, và nó cái thằng này này đấy, nó còn rất nhiều, tức là ở trong Revit ấy nó có một cái nó gọi là cái parameter. Khi anh em kích vào đây em biết cái thông số ở đây đúng không? Thế thì có những cái gì anh em là chèn theo kiểu hình học thì chính là cái điểm chèn này thôi. Còn cái chuyện nó ngắn nó dài ấy, nó không phải hình học, mà cái ông tướng parameter này ông quản lý cơ. Đúng không? Ví dụ ở đây chiều dài là cái ông len này ông quản lý. Rồi cái cao độ của nó so với cái level host line này, cái host tầng 2 này, thì cái cao độ này thì do cái ông elevation ông này ông quản lý. Ông hai offset này ông quản lý chẳng hạn. Thì các ông parameter chính là cái gốc gác của chuyện quản lý cái hình, cái hình thái của nó ở trên. Còn đâu cái bản vẽ AutoCAD nó chỉ quyết định cái vị trí thôi, thì mình input kiểu này nó được cái vị trí. Còn anh em mà muốn tác động vào cái chiều dài hay là tác động vào cái ví dụ như này là high from offset cái thông số này chẳng hạn, thì anh em phải có một cái cách khác để tác dụng vào đây. Thì nó sẽ ở trong cái bài set parameter mình sẽ hướng dẫn mọi người, thì anh em sẽ biết cách tác động vào cái thằng này. Đấy, anh em thích nó lên level 1 hay là thích nó xuống cái xuống 100 hay là âm 1000 hay thế nào đi chăng nữa, hay là cái nút này tích hay không tích các kiểu, tọa độ x, tọa độ y, muốn nhập vào đây thì nhập thế nào, thì tất cả các cái thông số đấy anh em đều có thể tác dụng được hết. Đấy, nhưng mà nó sẽ là ở trong một cái bài khác. Đấy, còn nếu mà lúc anh em chưa biết cái bài khác thì anh em quét tạm ở đây và gõ tay. Đúng không ạ? Chọn đây, offset trừ 1500 thì chẳng hạn. Áp dụng để mấy ông cọc xuống thấp. Đấy. Em còn hỏi gì không ạ? Ngoài cái chuyện vượt chương trình ra thì em còn hỏi gì nữa không? Thì anh em sẽ sau khi anh em biết nhiều rồi, khi anh em đã thông thuộc về Dynamo, thông thuộc về các nút rồi, thì anh em phải tìm cái cách nhá. Tìm cái cách này này. Đừng có mà lấy cái đường kính xong rồi lấy cái point mà chèn cái cọc vào luôn. Mà anh em phải xem cái size này nó đường kính nó là bằng bao nhiêu. Ví dụ như đây lấy cái radius của nó xong nhân đôi lên thì anh em sẽ biết được cái đường kính của nó này. Đây là cái đường kính của cọc. Thì với cái đường kính của cọc này này thì anh em sẽ tìm những cái typer ở đây này. Đấy, thấy cọc 500 thì lấy con 500, mà thấy con 800 thì phải lấy cái family 800. Thấy có 1000 phải lấy cái family 1000. Thế thì nó sẽ chèn không những đúng điểm mà nó lại còn đúng cái đường kính của cái cọc luôn. Đấy, thế anh em sẽ cái đấy anh em sẽ phải phải phát triển khi mà chúng ta có những cái kiến thức đủ đủ kiến thức rồi nhá, trong hết khi hết cái khóa học này thì em phải phải sáng tạo thêm nó là như thế, chứ không 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 phải là giới hạn là chúng ta học thế này chúng ta chỉ biết làm như thế này. Anh em mình nghĩ thêm cách để tối ưu cho cái công cụ của mình. Cái Dynamo thì nó rất khó để có thể phổ biến theo cái kiểu là dùng chung cho mọi người, tức là một ông viết một cái lib xong rồi nhiều ông sử dụng cùng cái lib đấy, nhiều công ty cùng sử dụng thì nó sẽ hơi khó, mỗi ông sẽ có một kiểu làm khác nhau. Nhưng nếu chỉ phục vụ cho bản thân, chỉ phục vụ cho những cái đồng nghiệp xung quanh
chẳng hạn, thì chúng ta hoàn toàn có thể làm được theo các cái quy chuẩn của chúng ta tự quy định với nhau. Thế do đó thì anh em sẽ phải làm sao để anh em có thể phát triển các cái ứng dụng cho cái đơn vị của mình ấy, thì phát triển làm sao cho nó phù hợp với các cái quy định của đơn vị. À, ví dụ đơn giản như cái parameter ở đây mình nói như mọi người thấy đấy, nếu mà đơn vị đã quy định các cái thông số ở đây nó cụ thể rồi thì mình tác động của nó rất là dễ. Chứ nếu mà không thì chúng ta mà viết cho ông chung chung thì mỗi ông đặt một cái kiểu thì tác động nó rất là khó chẳng hạn. Được chưa ạ? Rồi. Mấy cái ông cọc này của mình này. Trừ 1,5 m. Rồi, mấy ông tướng nó cho mấy ông tướng nằm đây. Mình sẽ xếp file lại. Anh em lại có một cái file để biến từ hình tròn thành cọc rồi nhá. Anh em có hỏi gì nữa không ạ? Nếu không thì chúng ta lại tiếp tục nha. Buổi đầu như thế có lặng quá sao ạ? Anh em thấy nào ạ? Buổi đầu như thế đấy có nhiều kiến thức quá không ạ? Quanh quanh chỉ có mỗi in podcast cũng không có gì đúng không? Về cơ bản là nó cũng không có gì. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ lại tiếp tục. Cái phần tử tiếp theo của chúng ta muốn làm với những cái phần tử liên quan đến những cái sàn. À, sơn xong rồi đã man căng rồi. Nó mới có mỗi từ két thôi mà thành đối tượng của Revit chưa có cái gì mới. Vẫn sử dụng cái clip mà à, dối quá. Đâu nào, thế dối thì quay lại một chút. Cái phần nào dối ở đây nào? Đây nha, mình chia làm hai phần rất rõ ràng, lựa chọn đối tượng, biến đối tượng thành các layer của két. Đấy. Từ đó thì ở bên phần này thì mình là cái đầu lối là tạo đối tượng ở trong Revit là gì. Mình chỉ xây các cái cầu lối để lối nó sang thôi. Thì mình hướng dẫn mọi người cách ở cái ý nghĩa của một số những cái nốt cần thiết ở đấy. Thì anh em sẽ làm quen dần. Ừ, thì anh em cứ cái em phải nghiên cứu lại thì anh em sẽ nắm được, để là ngay ngay lập tức mà bảo là hiểu ngay thì có thể là cũng không, nhưng mà phải phải tích cực nghiên cứu xem đi xem lại mà. Thế trong khoảng 2 3 buổi đầu thì chúng ta sẽ nắm được rồi thì nó sẽ dễ dàng thôi. Quân còn gì muốn hỏi ở cái phần này không? Ở chỗ nào không hiểu thì mình có thể hỏi, mình giải đáp luôn. Sơn. Nói chung là anh em thì đã mất công đi học rồi, mất công đăng ký học rồi thì anh em phải khai thác triệt để nó vào. Để sau mình không 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 lãng phí, sau mình bẵng đi một cái mình không không hỏi các thứ, rồi sau mình thấy chán chán mình bắt đi cái là sau là nó lại mệt. À, file két thực hành đơn giản thôi, mình gửi file két rồi file dynamo này thì mình sẽ gửi hết clip clip. Ok, nếu mà ai mà có cái gì muốn hỏi thì cứ gõ vào nha, mình vẫn đọc được đấy, mình vẫn theo dõi được mọi người đang viết gì đấy. Rồi chúng ta sẽ quay trở lại cái bài này của chúng ta, và bây giờ mình lại muốn đưa một các phần tử khác vào, đó chính là những cái phần tử sàn hay là móng. Mình thường thường thì mình sẽ vẽ móng bằng công cụ slab. Thế thì chèn nó vào như thế nào? Chúng ta vào insert lại link két, chọn đến cái link của móng. Ok, Central to Center, Millimet, rồi ok, View Level 1. Ok, nó vào đây rồi. Có lẽ lại hợp phết này. Ông tướng vào luôn mà ông không có làm gì cả, đúng kiểu Central to Center. Nhưng mà không thể nào mà biết được. Tốt nhất là kéo ra, link nó lại. L vào đây, L
lên đây, ok, xóa những layer không cần thiết đi, để lại mỗi cái file cap vậy thôi. Ok, vậy là mình chỉ còn cái layer file cap. Được rồi, thế ở đây nhá, mình sẽ đưa tìm cách để đưa cái đối tượng này vào trong Dynamo. Mình sẽ xếp cái file lại, tạo file mới. Trước khi tạo file mới, mình sẽ làm một cái đơn giản thôi, không làm với cái bản kết này. Mình sẽ vẽ một cái hình, một cái model line hình chữ nhật như này. Ok, Felix. Đây là một cái hình chữ nhật. Bây giờ mình muốn biến cái hình chữ nhật này thành một cái sàn để mình làm như thế nào? Mình vẫn là sẽ lên một đội là mình quét các đối tượng, vì đây nó có nhiều đối tượng một lúc. Do đó thì cái select model element này của để mình thì mình phải có đuôi S để mình chọn được nhiều đối tượng. Bởi vì nó có bốn cái line mà. Mọi người nhìn biết nó có bốn cái line. Nó tự nhiên nó treo này. Mọi người đợi chút nhé. Tướng này đang làm gì này? Ok. Đây, mình sẽ quét bốn cái ông tướng này vào. Mình công cụ của mình là select một đoạn element mà quét nó. Quét vào đây. Bốn ông tướng ở đây rồi. Bốn ông tướng này tên là model cover nhé. Mọi người lúc vẽ mình dùng công cụ này, model line thì line nó là cover mà. Nó gọi đây là model cover. Mình muốn biến nhưng đây nó vẫn là các phần tử ở bên Revit nhé. Mình muốn biến những cái đường này thành đối tượng hình học trong Dynamo thì mình phải vào cái tab Revit để chuyển đổi. Tiếp theo mình mục element là các phần tử, kiếm đến cái thằng tên là model cover đây rồi. Đấy. Thế thì chúng ta có một cái liên quan đến tạo mới. Chả thấy có cái nào để truy xuất thông tin giống như cái detail cover ở trên này cả. Trên này vừa nãy chúng ta dùng cái detail keyword ở đâu đúng không? Đấy, detail keyword này. Đâu nhỉ? Đấy, thằng này nó có cái hỏi chấm là khai thác thông tin hình học như thế này. Nhưng vừa nãy nó dễ, chỉ cần kéo đấy vào đây một cái là nó ăn. Nhưng bây giờ ấy, kéo không kéo được. À, kéo hay quá loại cũng được này, nó cũng ăn này. Nhưng về bản chất thì nó không phải. Đấy. Về bản chất thì đây là một cái model keyword, đây là một cái detail keyword, nó không không làm như vậy được. Mọi người có thể khai thác cách khác bằng cái cách là chúng ta chui vào trong cái mục gọi là element, và có cái mục nó gọi là element keyword. Đây, chúng ta có thể dùng cái thuộc tính này là từ phần tử biến trở thành keyword. Đây thì nó sẽ ra cho chúng ta keyword theo phần tử, được chưa? Đấy, phần tử này thì ra keyword đấy, phần tử kia ra keyword kia, được chưa? Nhưng nói chung thì dùng cách nào thì chúng ta chỉ mong là chúng ta lấy được các cái đường line thành các cái đối tượng ở trong Dynamo rồi. Rồi đây là các đối tượng trong Dynamo. Thế thì còn cái sàn thì sao? Cái sàn mục tiêu mà chúng ta mang đến nó gọi là floor. Trong floor này, đấy, nó có tạo sàn. Đây. Outline, keyword, floor type, whatever. Đây, outline, floor type, whatever. Đấy, thì hai cái này thì khác gì nhau? Một cái nó dùng là nhiều cái keyword, một cái nó dùng là poly keyword. Poly keyword là tập hợp của các keyword lại. Thế mình thử dùng cái trên nhé.
Đấy. Outline keyword. Chúng ta nối cái keyword vào các cái outline keyword này. Floor typer là kiểu sàn. Floor typer. Chọn cái sàn, ví dụ sàn dày concrete này đi. Kéo nó vào đây. Tiếp theo là level, là tầng. Chọn đến cái thằng level 1, kéo nó vào đây. Run một cái. Đây kết quả. Đấy, floor. Anh em có thể nhìn thấy cái phần tử sàn đấy đây. Tạo ra cái sàn từ bốn cái đường. Được chưa? Nếu mà anh em mà thích nó vẽ zig zag nó hơn chút thì sẽ vẽ nó zig zag hơn chút. Đây, model line. Chiêu 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 chiêu. Lối lại. Rồi. Zig zag như này mà muốn thành cái sàn thì nó có tạo được không? Thử xem. Quét chọn. Đấy. Và chúng ta lại có một cái sàn zig zag. Đúng chưa? Nếu mọi người hiểu được cái cách tạo ra một cái sàn nó là như vậy, chúng ta sử dụng những cái đường bao ngoài của sàn. Đây, outline keyword, chọn kiểu sàn, chọn tầng thì vẽ được thôi. Tuy nhiên ở đây ấy, nó còn một cái nút khác ở dưới này, tức là outline keyword ấy nó không sử dụng cái các cái keyword nữa mà nó dùng một cái gọi là poly keyword. Vậy poly keyword nó là cái gì? Anh em ở đây gọi là các keyword này. Anh em vào mục geometry, mục keyword thì sẽ tìm thấy gọi là poly keyword. Nó giống như trong AutoCAD anh em có line và poly line ấy. Poly keyword là tập hợp của nhiều phần tử keyword, có thể là đường thẳng, đường cong thì nó ghép lại thành một cái đường thôi. Thế do đó thì ở trong cái poly keyword này thì nó có một cái nút là bisected keyword, tức là biến tập hợp các cái keyword trở thành một cái đối tượng poly keyword thôi. Ví dụ như đây có 9 phần tử thì nó tạo ra đây chỉ có một phần tử poly keyword bao gồm 9 thằng. Đấy. Anh em thấy chọn nó xanh 9 thằng lên nào. Đấy, một poly keyword từ 9 thằng. Nối poly keyword vào đây, nối floor vào đây, nối level vào đây, tác dụng sẽ tương tự như vừa nãy. Tạo ra một cái sàn từ một cái poly keyword. Nào, mình sẽ xóa thằng này đi. Rồi, mình sẽ chạy lại. Đấy. Kết quả nó vẫn tạo ra cái sàn tương tự như vậy. Thế thì cái cách này thì nó sẽ tiện hơn cho chúng ta, là nó sẽ gom thành một đối tượng và chúng ta sẽ dễ quản lý hơn. Được chưa? Vậy, tóm lại để tạo một cái sàn thì là như thế nào? Dùng một cái nút bao gồm nó sẽ yêu cầu chúng ta là một cái poly keyword, rồi yêu cầu các kiểu sàn, các kiểu tầng, hai cái tầng với cái loại sàn này nó dễ rồi. Chỉ có cái poly keyword này thì chúng ta cần phải lấy thôi và rất dễ dàng chúng ta có thể lấy được nó từ bên AutoCAD. Được chưa? Anh em hiểu phần này không? Thế chúng ta biết cách để tạo ra một cái sàn này nhá. Thế quay trở lại với cái bài toán của chúng ta. Với cái thằng modeling là cái thằng với cái thằng mà chúng ta sẽ vẽ nó là cái thằng này. Nó tập hợp rất như là nhiều các cái đài cọc. Thì chúng ta lấy nó vào thì chúng ta làm như thế nào? Chúng ta save file lại. Thằng này là polyline to pi cap. Rồi. Vẫn là những cái đường nét đấy thôi. Chọn lại cái layer của cái chọn lại cái thằng link. Dí vào. Bập tờ đây. Đấy. Zoom vào. Anh em sẽ nhìn thấy nó. Hiện nó lên đã chưa? Còn chưa hiện. Đấy nó đây. Giá nhờ biến, có thể biến những cái thằng này trở thành một cái móng thì tuyệt biết mấy, đúng không? Nhưng tuy nhiên ấy, anh em mà biến một phát thì nó sẽ có điều gì xảy ra. Ví dụ như ở đây anh em bài polykiller như vừa nãy nhá. Chấm by joy keyword thôi, mình gõ đấy anh em có thể khó theo dõi. Anh em vào mục geometry, vào mục keyword, tìm đến mục poly keyword. Đây, by joy keyword.
nối thằng này vào đây, liệu nó có biến trở thành không, nó sẽ báo ngay chúng ta là lỗi. Tại sao lại báo là lỗi? Bởi vì với 144 cái like như này thì nó chịu, nó đã biết là thằng này lối với thằng nào, thằng nào, thằng nào. Thằng Polycuber này nó yêu cầu là các thằng nó phải lối vào nhau, nhưng mà ở đây là bốn thằng này lối vào nhau, bốn thằng này lối vào nhau. Thực ra là có rất nhiều Polycuber cơ, chứ nếu mà nó chúng ta kéo một phát như này nó sẽ hiểu là lối 144 thằng này lại với nhau một phát, nên nó tịt chịu không làm được. Thế có cái cách nào để chúng ta gom những thằng giao nhau lại với nhau hay không? Thì anh em search đến một cái là group keyword. À, không tìm thấy, không tìm thấy group keyword. Thì anh em phải cài một cái pack arc. Tên cái pack arc này của nó ấy, tên của nó là archlab. Đấy, archlab.net này, được chưa ạ? Anh em cài một cái. Anh em đợi một chút, cài đặt. Đấy, khi mà nó hiện là Intented thì có nghĩa là cài xong, xanh xanh như thế. Và đồng thời thì có một cái tab archlab ở đây, được chưa? Với cái thằng đấy nó sẽ công cụ cho chúng ta một cái gọi là group keyword. Đấy. Group keyword này nhiệm vụ của nó ấy, là nó gom những thằng keyword giao nhau lại với nhau. Đấy, anh em nhìn này. Đấy, gom lại. Đấy, thấy chưa? Gom. Thay vì để 144 thằng rời rạc, nó gom những thằng giao nhau lại. Thì cái đấy chính là cái chúng ta cần. Join keyword đẩy nó sang đây và kết quả cho chúng ta ở đây 33 cái đài bóng. Cái đài này gồm 4 phân tử, 4 phân tử, 4 phân tử, 4 phân tử, 4 phân tử. Cái thằng này có 8 phân tử này, 8 phân tử. 8 4 4 4 4. Được chưa? Đấy, thì đây chính là cái giúp chúng ta có thể tạo thành cái sàn. Và chúng ta lại dùng công cụ vẽ sàn. Chúng ta vào mục Revit, vào mục Element. Tiếp theo chúng ta tạo cái mục element tiếp. À không phải, nhầm. Mình vào cái mục floor, vào cái mục là outline. Kéo thằng polycuber ở đây. Floor typer. Floor typer. Level. Level. Đây là tầng 1 chẳng hạn. Mình chọn nó là tầng 1. Nối nó ở đây. Được chưa? Floor typer. Đây mình sẽ tạo một cái đài móng, ví dụ như móng 300 mm chẳng hạn. Mình thấy là ít quá, mình sẽ tạo một cái móng 1,5 m nhá. Mình vào mục structure, vào cái mục slab foundation, mình sẽ đẩy một cái đài móng nó lên là 1,500 mm chẳng hạn. Đấy. Và mình tạo đây là 1,500. Ok. Ok. Đấy, ví dụ như mình vẽ một cái móng như này chẳng hạn. Đấy, cái móng này cao 1,500. Thế thì ở đây nó sẽ có thêm một cái loại nữa là một cái loại sàn 1,500 này vừa tạo ra đấy, được chưa? Và anh em nhìn kết quả nha. Đấy, anh mình có thể ẩn các cái đối tượng xanh xanh đi. Ở đây này nó cũng xanh xanh như là bên Geometry Dynamo ấy. Anh em chọn hai thì nó sẽ mất. Và mình chạy này. Đấy. Tất cả đài móng vẽ ụp một phát là xong. Được chưa? Có thể là mình đang vẽ để cái offset nó hơi xa. Anh em có gì hỏi mình ở chỗ này không? Nó dễ quá nhỉ. Polyline Pycap. Ok. Được chưa? Thay vì ngày xưa anh em cứ phải ngồi anh em tích 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 tích, tích mãi được một cái đài móng đúng không? Dạ, finish một ngày tích tích finish một ngày thì bây giờ anh em có những cái đài móng chính xác vị trí luôn. Không mất công gì nhiều.
Cái bản vẽ CAD thì chúng ta nó làm việc làm tròn của nó không ổn thì chúng ta phải xử lý cái bản vẽ CAD nó ổn trước, thì sau đó chúng ta sẽ sử dụng cái import này. Sao ạ, anh em thế nào ạ? Đài kích thước khác nhau thì sao? Thì giống như là cái lúc mình nói với cả Vinh về cái phần cọc ấy. Nếu mà Vinh mà có cái cọc mà nó có cái đường kính khác ấy thì nó khác nhau, nó chính là cái floor typer này chẳng hạn. Những cái đài có chiều dày khác nhau thì là nó khác nhau về cái floor typer. Và cái thứ hai khác nhau đó chính là cái hard offset rồi này. Đấy, có cái cao cái thấp mà. Cao cái thấp với nó xuống âm 1,5 m chẳng hạn thì nó là cái này. Cái này mà ngồi đồ lại két thì ngon chứ vừa thiết kế, đúng rồi. Thế nhưng mà ấy, vấn đề là vừa thiết kế vừa làm ấy thì nhiều khi là khi mà chúng ta mà làm thiết kế với Revit ấy thì cũng không hẳn là người ta bỏ két đi đâu, bởi vì khi mà em làm tính toán với sếp chẳng hạn ấy, cái việc mà có một cái bản vẽ két để import export rồi chỉnh sơ đồ sếp ấy nó nhanh hơn làm Revit rất là nhiều. Thế nên là người ta vẫn phải có một cái mặt bằng CAD để người ta làm phương án cho nó nhanh để lúc import cho, không phải là cái mặt bằng để vẽ đẹp, cái CAD đẹp để trình bày bản vẽ đâu, mà là cái mặt bằng để sơ lược, ví dụ như đơn giản như làm cái cọc này phải sơ bộ cọc, sau đó thì sơ bộ kích thước đài. Thì nếu mà anh em làm ở trong cái Revit làm xong rồi thì kiểm tra thế nào thì anh em lại phải xuất ra các phần mềm, như là mình không nói đến cái robot bụng, thì cái đấy thì nó chưa có quy trình nên anh em vẫn chưa áp dụng được. Thường bây giờ tức là các kỹ sư kết cấu vẫn đang dùng là sếp, đúng không? Thế thì cái việc dùng sếp như thế này ấy, khi mà anh em dùng cái sếp thì cái két nó vẫn tỏ ra hữu ích khi mà anh em import cái các cái cọc từ poi két vào trong sếp, từ sếp xuất ra poi. Thế thì vẫn phải có một cái mặt mặt bằng một cái mặt bằng két để làm phương án. Thế thì khi mà có cái mặt bằng CAD, khi tính toán nó đã ổn với cái mặt bằng đấy rồi, đưa cái mặt bằng đấy vào trong Revit thì em đưa bằng cái công cụ này. Chứ không phải là em ngồi em chỉnh ở đây xong ở đây thì em đưa vào check ở móng kiểu gì, đúng không? Check ở sếp ấy, cũng chả check được. Cũng phải tìm cách để đưa vào nhanh thì chỉ có dùng CAD để chúng ta đưa nhanh được thôi. Chúng ta có thể dùng các cái công cụ khác, có thể Dynamo cũng có thể xuất sang sếp. Thế tuy nhiên thì nó phức tạp hơn rất là nhiều chuyện import CAD. Chúng ta vẫn làm từ trước đến nay. Với Vinh hỏi mình về cái chuyện mà các cái đài móng có kích thước khác nhau ấy, thì mình bảo cái kích thước khác nhau là có hai cái vấn đề liên quan đến kích thước, đó chính là thứ nhất là cái chiều dày của cái đài này, và cái thứ hai đó chính là cao độ của nó so với cái level. Thì cái chuyện cao độ của một cái đài so với cái level nó là bằng bao nhiêu thì mình đã nói ở cái mục hai offset này nhá, thì nó sẽ hiệu chỉnh được cái con số này đấy, hiệu chỉnh được các cái parameter này cục bộ. Cái thứ hai là cái loại móng này này. Đấy. Mỗi cái loại thì có một cái khác nhau. Thì nó khác nhau như vậy thì anh em phải phụ thuộc vào cái này. Mà cái này ấy thì anh em phải phân biệt nó rộng thông qua cái thằng này này. Đấy, layer name. Thế thì anh em muốn phân biệt được ấy thì anh em phải có cái layer key này. Đấy, ví dụ như là anh em làm một cái đống đài nhỏ này thì anh em đặt layer cọc, layer đài ấy là 1.500, layer này là 2.500, layer này là 3.500, thì có ba cái layer. Thì khi có ba cái layer đấy thì vào đây anh em có ba cái layer, thì với ba cái layer thì sẽ tương ứng sẽ có ba cái loại đài móng, và thằng này nó cứ gặp cái layer nào thì nó gán cái loại đài móng như thế, anh em hiểu không? Thế thì lúc đó thì cứ cái layer, ví dụ như là gặp cái ông tướng này là layer 1.500 thì nó áp dụng cái family 1.500, gặp cái layer ông tướng này là 2.500 thì nó áp dụng cái 2.500, ông này 3.000 thì nó áp dụng 3.000. Tương tự như thế, cái cao độ cũng như vậy, với cái ông này thì cao độ của nó thì là offset xuống là 1,5 m, gặp cái layer kia thì offset là 3 m, là cái layer kia thì cái đấy thì anh em có thể kết hợp với các cái bảng Excel, thì mình sẽ học ở cái bảng Excel. Cái bản vẽ két linh tinh lộn xộn layer tùng phèo thì mình phải chỉnh cái bản vẽ két trước khi là mình không nên làm một cái file, tức là
anh em nên chuẩn hóa cái bản vẽ CAD trước. Đấy, cái ý kiến của mình là nên chuẩn hóa bản vẽ CAD trước, thay vì chúng ta phải cố xử lý ở nó ở Direct Revit thì nó sẽ phức tạp hơn rất là nhiều. Phải chuẩn hóa cái bản CAD trước, tốt nhất là mình phải có quy định với công ty, với doanh nghiệp của mình ấy. Thì thường thì các doanh nghiệp chuyên nghiệp thì họ cũng không có cái chuyện layer CAD lung tung đâu. Thế nhưng mà phải quy định trước là cái layer nào dùng để làm gì thì phải có trước để anh em làm nó việc nó nhanh, chứ không không để cho chuyện linh tinh. Còn nếu nó linh tinh phải xử lý ngoài bản vẽ CAD trước. Đừng nghĩ tham tham vọng có một cái để nó có thể xử lý ở trong Revit nhé. Đại học anh vẽ bằng sàn chứ bằng family, không bằng family sao? Tại sao lại vẽ như vậy, nó khác gì family không? Nó cũng không khác gì đâu. Cái family ấy anh em vẽ, thường thường anh em vẽ bằng cái insulate này này, thì nó có một số các cái đài cọc đơn giản ấy thì nó vẽ rất là nhanh. Thế tuy nhiên thì những cái đài cọc hình dáng phức tạp như thế này ấy, thì anh em sẽ vẽ nó lâu hơn nhiều. Theo đó thì cả thêm vào đó là cái công cụ vẽ thép cho một cái đài family ấy, thì nó sẽ không hành nhanh bằng cái công cụ vẽ area của cái mục sàn. Thế do đó thì mình vẫn dùng cái công cụ vẽ area này để dạng thép cho các cái cấu kiện sàn. Thế do đó thì mình thiên về sử dụng cái area này luôn. Cái cấu kiện sàn ấy nó cái cấu kiện family thì nó sẽ anh em vẽ sẽ rất là cực. Anh em giải thép trên, giải thép dưới cực rồi, xong còn giải thép trống, giải thép co ngót xung quanh, rất nhiều loại thép cho cái đài đấy. Nhưng mà cứ vẽ cứ đặt 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 family mà đặt 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 không, nó lâu lắm. Nhưng mình vẽ sàn thì nó nhanh hơn nhiều. Nên mình thường là mình sẽ dùng cái sàn đấy để vẽ. Cái nguyên nhân nó chỉ là thế thôi, để cho vẽ nó nhanh thôi. Còn đâu anh em đừng hiểu là vẽ bằng cái sàn này thì sai hay là vẽ bằng cái family thì đúng, nó không có cái nào là đúng là sai ở đây nhá. Cái catalog ở trong Revit nó phân ra structure framing rồi thì là structure foundation, cái này nó chỉ là cái phân loại của thằng Revit thôi. Nó không ảnh hưởng gì đến tất cả những cái vấn đề gì của chúng ta cả, nó chỉ ảnh hưởng đến cái chuyện phân loại của nó và cái ảnh hưởng khi chúng ta thống kê này thì nó phải thuộc cái loại phân loại nào. Thì nó đi vào cái bảng thống kê đấy, giả sử như vậy. Thì nếu chúng ta quản lý được những cái chuyện đấy thì nó không có vấn đề gì, nó không có không 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 phải là cái vấn đề. Nên là đừng nghĩ là nó bắt buộc ấy. Vẽ để lấy khối lượng luôn, bên Vinh vẽ khối lượng luôn. Nghĩa là sao? Nó bên mình thì vẽ cũng để lấy khối lượng. Thì không không biết là Vinh có cái yêu cầu gì thì nó phức tạp hơn à hay là sao? Vẫn cái chuyện cái đài kích thước khác nhau đúng không? Hay là cái đi chuyện khác rồi? Đâu anh em có gì hỏi gì, mình đang anh em đang hỏi dở cái gì á. Anh em thì cũng vẽ nhiều thì anh em cũng biết có rất nhiều, là ví dụ như ở đây mình sẽ mở lên đây cái ảnh mình đăng lên nhóm bên bên Facebook của mình đấy, những cái đài móng mà chúng ta vẽ nó phức tạp như thế này, anh em vẽ bằng family vẽ kiểu gì đúng không, nó rất là khó. Nếu bọn mình mà muốn làm full rebar cho những cái cấu kiện kiểu này thì mình làm bằng slab thì nó nhanh hơn nhiều, giải những cái thép này nó nhanh hơn nhiều đấy, cái chép chống co ngót rồi. Vẽ thép này thì nói chung thì nó sẽ nặng hơn là anh em vẽ chỉ bê tông không, nhưng mà nếu biết cách quản lý thì nó sẽ không nặng đâu. Đấy, anh em cứ nghĩ xem là nếu mà bây giờ anh em cứ dùng family thì dùng mấy cái này cực lắm. Nên là bên mình dùng sàn thì nó là cái nguyên nhân đấy. Và đừng nghĩ là cái sàn nó sai nhá, nó không sai đâu.
cái bản chất cái chuyện phân loại một cái cấu kiện nó là cột hay dầm là sàn ấy, nó không phân loại ở cái catalog này. Catalog này là Revit phân loại. Còn với mỗi doanh nghiệp thì chúng ta cần phải có một cái chế độ phân loại riêng của chúng ta. Mỗi tiêu chuẩn của các nước thì nó đã có phân loại rồi. Đấy, ví dụ như là Mỹ nó có OMI class, hay là Anh thì nó có ULI class đúng không? Rồi là ULI format thì các thứ thì nó có mỗi cái nó có một cái kiểu phân loại. Thì Việt Nam mình thì hiện tại chưa có cái phân loại kỹ, thế nhưng mà trong tương lai thì khi BIM nó phát triển thì nó cũng sẽ có một cái hệ thống bảng phân loại cấu kiện và chúng ta sẽ ốp vào những cái cấu kiện đấy nó sẽ phân loại ra thôi. Nhưng anh em cũng đừng có nghĩ là cái thằng Revit, cái Catano của thằng Revit nó phân loại nó là chuẩn. Nếu mà xuất sang phần mềm khác thì có ok không? Nghĩa là sao Quân chưa hiểu. Nếu mà xuất cái gì sang phần mềm khác. Có hướng dẫn quản lý thép. Quản lý thép là sao? Chưa hiểu Sơn. Cái khóa này của chúng ta chỉ dạy vẽ thép thôi, chúng ta sẽ vẽ thép những cái cấu kiện mà bấm bấm bụt một cái nó vẽ cho chúng ta một vài các cái cấu kiện đơn giản thôi, sau đó anh em sẽ phải suy luận để mà làm những cái cấu kiện phức tạp, chứ mình lại hướng dẫn cho anh em để nghề vẽ chơi cả cái này thì chắc là cả năm hướng dẫn nó cũng chưa hết. Quân đang hỏi gì mình về cái xuất phần mềm khác có ok không thì mình chưa hiểu. Đối tượng móng sang etap mà mình làm family sàn thì chuẩn, nó chính là cái area ở bên etap đấy, chuẩn quá gì nữa. Để khi mà anh em mà sang mục phân tích chẳng hạn thì anh em sẽ thấy là những cái cấu kiện sàn của chúng ta đây là mình đang vẽ bằng sàn kiến trúc nhá, sorry là do mình vẽ bằng cái không phải structure, đây do cái mục structure ở đây nó đang bị bỏ tích này nên anh em không nhìn được cái mục kết cấu của nó. Ở đây mình tích và lại vào cái mục kết cấu để cho nó thành cái sàn kết cấu nhá. Thì khi mà nó là những cái sàn kết cấu ấy thì anh em sang phân tích thì nó thành area bên etap thôi. Area etap thì chuẩn quá là gì nữa. Thế nhưng mà anh em mà chơi cái kiểu mà cứ bắn sang etap ấy thì mình thấy nó còn lâu hơn là mình lập ở bên etap. Bình thường mình làm mình vẫn lập etap riêng nó nhanh mà nó lại còn dễ quản lý. Ngồi đây xong rồi chỉnh chán chỉnh chê trong review đang sớt sang lại mình chỉnh chỉnh mãi chỉnh không nghe một thời gian mình đi lập cái sơ đồ mới. Mình cứ một buổi sáng là mình chơi thì mình có cái sơ đồ rồi, ngồi mà cứ import export hai cái ông này thì chắc là cũng hết cả ngày. À, cách quản lý không bị lặng à, không không cách quản lý không bị lặng thì không 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 trong khóa này mình sẽ không không hướng dẫn bởi vì nó là hẳn một cái quy trình cơ. Quy trình để làm sao chia file, chia phủ như thế nào đấy để cho nó lặng rồi đấy thì nó phải là cái khác chứ nó không cái Dynamo này thì nó không có cái phụ giúp cho cái vấn đề đấy. Cái đấy nó là cái quy trình của doanh nghiệp mình chứ chứ nó không liên quan đến cái Dynamo. Anh em chả dùng Dynamo chả anh em phải có quy trình trước thì anh em cái nó giúp anh em làm việc, còn cái Dynamo nó chỉ là giúp cho anh em là làm các cái động tác thủ công một cách nhanh chóng thôi chứ nó không phải là thần thánh gì mà nó có thể quản lý được những cái chuyện khác. Anh em cứ thấy cái gì mà lại làm thủ công lặp đi lặp lại nhiều lần thì Dynamo nó sẽ xử lý được cho mình. Được chưa ạ? Em còn ai hỏi gì nữa mình nữa không? Thì hiện tại tiếp tục nha. Còn ai hỏi gì mình không ạ? Rồi ok. Thế là em biết là có cái sàn rồi, có cái dầm rồi, em biết vẽ rồi đúng không?
cái cọc, cái sàn, cái rầm, anh em biết vẽ rồi. Thế thì còn các cái cấu kiện khác thì sao? Cái cột, cái tường, các cái như thế thì nếu mà vẽ thì sao? Thì nó hoàn toàn là giống như vậy. Khi mà anh em dùng cái clip mà vẽ chúng ta quay trở lại đây là cái mình sẽ xóa cái này đi. Mình sẽ import lại cái file vào một banner, mình sẽ cái link kết của mình đây, remove đi, remove cọc này đi, rồi mình sẽ insert lại cọc, link kết cọc. Center. Ok. Chúng ta đã biết là ở đây chúng ta có các cái rất nhiều các layer đúng không? Và mình sẽ xóa đi để lại mỗi cái layer của cái cọc thôi. Rồi ok. Mình vừa nãy ở đây mình đã dùng cái clip. Đây là bộ. Mình mở lại cái file đấy. Đó chính là mục Dynamo Session to File. Thế thì với một cái cột thì sao? Cái cột ấy thì nó không khác gì cái cọc cả, em phải hình dung nó là như vậy. Ở đây có cái cột hay cái gì đấy ấy. Ví dụ như cái cột chẳng hạn, thì trong đây công trình của mình có cái cột gì, ở đây mình sẽ dùng cái lệnh vẽ cột nhá, vẽ cột nào, structure column đấy, ở đây có những kiểu cột này, ví dụ cột 675 đấy, mình tích nó vào đây chẳng hạn. Đấy, đây là cột, tên của nó là 600 nhân 750. Thế ở đây mình chỉ cần chọn cái thằng family như vậy thôi. Đấy. Đây, mình sẽ tìm thấy có một cái structure column. Structure framing đây, structure column tag à? Ô, đấy phải. Đây toàn family tag. Đây. Đây là cái này là những cái thằng này là thằng thép. Mình sẽ vào lại cái mục selection. Element typer. Family typer. Tên của nó là gì nhỉ? 300 nhân 1 concrete rectangular. M concrete đây, chính xác. Ví dụ như mình muốn vẽ cột đấy, structure column 300 nhân 450 đấy, đơn giản mình chỉ làm kéo nó vào đây thôi và mình vẽ đấy. Family instance by point number. Central Point chưa tìm thấy tâm. Chọn lại cái đường link. Chọn lại link. Ok. Đấy. Thì anh em có thể thấy là mình vẽ những cái cột vào ấy, nó giống hệt như cọc, nó cũng chả khác gì cả.
Vậy thì bản chất của việc vẽ một cái cột vào trong Dynamo ấy là anh em chỉ cần tìm được cái tâm của cái cột nó ở đâu thôi. Sau khi tâm của cái cột rồi thì anh em tìm được cái kích thước của nó, và với tìm được cái kích thước thì anh em sẽ tìm được cái kiểu tương ứng với kích thước đấy. Ví dụ như anh em đo ở trên layer CAD chẳng hạn, với hoặc là theo loại layer đi, anh em làm một cái layer CAD 300 nhân 450 đấy, với cái layer đấy thì lấy cái family này, với cái layer kia thì lấy cái family kia, thì với cái nào thì lấy cái gì thì ở các cái bài sau thì anh em sẽ nắm được, tức là dùng nhiều cái để cho nó phối hợp với nhau, thằng này thì dùng thằng này, thằng kia thì dùng thằng kia. Giờ đây đơn giản thì chúng ta sẽ dùng chung một cái này thôi, nhưng anh em sau này anh em phải phát triển thì có thể là bên két anh em chia layer, hoặc là anh em có thể là đo khoảng cách giữa các cái đối tượng két chẳng hạn, để thấy đo kích thước chỗ này 300, chỗ kia 450 thì lấy nó làm cái cột 300 nhân 450 và lấy cái family tương ứng là cái này. Vậy là anh em phải biết là không phải nó chỉ vẽ ra một loại như này nhá, nó phải vẽ làm sao để nó phù hợp với cái những cái gốc gác, là nó chỉ cần cái tâm thôi, chỉ cần cái tâm và biết được kiểu loại kích thước thì là nó sẽ vẽ được cho cái cột. Được chưa ạ? Thêm một nữa là cái tầng tham chiếu nữa. Không có vấn đề gì cái này. Cột cọc nó tương tự như nhau nhá. Chúng ta sẽ quay trở lại cái beam. Cái beam của chúng ta ấy. Này. Vẫn là cái này, chúng ta sẽ nói chuyện đến cái beam. Cái beam ấy ở trong thằng này này thì nó là structure framing. Đấy, thì nếu anh em mà muốn vẽ, à không phải vẽ cái dầm mình vẽ rồi, mình nói rồi. Thêm một cái nữa là cái tường. Cái tường ấy anh em vào một element, anh em vào một kéo 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 xuống ấy, thì nó có ở dưới này, nó có cái mục là world là tường, thì trong cái mục world này nó có cách dấu cộng tạo ra các cái tường, nó có hai cái, thứ nhất là by curvature n2, tức là dựa vào chiều cao của tường đấy, cái này à, đấy thì nó là không dựa vào chiều cao của tường nữa mà nó dựa vào cái tầng đầu và tầng cuối. Thế thì anh em sẽ dùng cái này khi anh em biết chắc tầng cuối nó ở đâu. Tầng đầu thì anh em có thể biết đúng không, reference level của nó thì nó start level đấy, còn tầng cuối của nó là ở đâu thì nếu khi biết cả tầng, ví dụ nó bắt đầu từ tầng 2 đến tầng 3 anh em chắc chắn nó là như vậy thì anh em dùng cái này. Còn cái này dùng cho anh em khi anh em biết chắc chắn nó đứng ở tầng 2, còn nó cao bao nhiêu đến đâu anh em không biết, anh em chỉ biết chiều cao của nó khoảng 3 mét thì anh em dùng ở trên. Được chưa? Thế thì ví dụ như dùng cái này chẳng hạn, thế nó yêu cầu là cái gì? Thứ nhất nó yêu cầu một cái keyword. Keyword gì? Ok, mình cho nó keyword. Ví dụ như đây mình vẽ một cái đường model line lung tung như này nhá. Mình muốn biến cái đường model line này trở thành một cái tường đi chẳng hạn. Nào mình sẽ tạo file mới. Đỡ nhầm cái file này. Rồi, mình select model element để lấy cái đường này nhá. Sau khi select một đồ element xong, đấy lại bị treo rồi. Mình chọn lại về chế độ này nhé, chọn về thủ công để khi nào muốn chạy ấn rát vào đây thôi, chứ để tự động thỉnh thoảng nó lại chạy nó sẽ rất là lag. Anh em quét ở đây phát, quét thì đống này phát đấy, thế này anh em có đống cái phần tử này. Thì sau khi có đống phần tử này xong rồi, anh em sẽ biến nó trở thành những cái keyword đúng không? Detail keyword chấm keyword, biến những cái detail keyword trở thành keyword này, biến thành keyword xong rồi thì anh em biến thành gì đây, nó hỏi chúng ta là keyword đâu rồi, keyword đây, start level ở đâu, level tầng bắt đầu là tầng 1, tôi muốn đi từ tầng 1 đến tầng 2 và kiểu tường là wallpaper. Wallpaper thì anh em lấy ở đây nhá, wallpaper đấy, hoặc là ở mục selection cũng có,
Selection là để lựa chọn. Rồi viết mục selection. Em kéo xuống sẽ thấy có word typer. Trong word typer này các kiểu tường ở trong công trình, ví dụ như đây mình dùng cái tường ngoại thất 225 này, kéo nó vào đây và ấn run một cái, thì tất nhiên là từ tầng 1 đến tầng 2 của mình nó sẽ có cái con tường zig zag như vậy. Đây. Ô quá nhỉ, sao nó không hiện lên? Never 1, never 2. À đây, nó đây. Do là các đối tượng tường của mình nó là đối tượng tường kiến trúc, do đó là mình phải để về mục kiến trúc thì mình mới nhìn thấy. Không vấn đề gì cả. Đấy, thì cái cách tạo ra một cái tường thì nó cũng chỉ đơn giản như vậy thôi. Anh em nhìn thì anh em thấy nó rất là đơn giản đúng không? Đấy. Xuất phát từ két, lấy cái đường line hay cái gì đấy của két, tâm của tường đấy chẳng hạn. Anh em đẩy vào cái thằng này, tìm đầu cuối, level đầu level cuối, kiểu tường là gì, nó tự nó vẽ. Đấy, sau thì anh em có thể phân layer theo tường, layer này thì đi với cái loại tường gì, layer kia thì đi với loại tường gì, mình cứ quy định chặt chẽ các cái đấy vào. Đấy, thì khi mà một cái bản CAD của công ty mà nó xuất bản nó phát, anh em import vào thì anh em có một cái bảng chuẩn Excel chuẩn rồi. Thì sau anh em sẽ học cách được nhập dữ liệu từ Excel rồi ấy, thì anh em chỉ cần là cái bảng két chuẩn theo layer thôi, thì tự nó sẽ lấy cái layer của cái thằng này, thì nó lấy luôn là cái family gì, thì nó ốp vào nó nhanh. Đấy, khi mà đã làm chuẩn hóa rồi thì là nó nhanh, là nó nhanh nhờ cái chuẩn hóa, chứ còn đâu cái chuyện mà chúng ta không nên nghĩ cái chuyện mà làm một cái mà nó cho tổng quát. Mình khuyên anh em nên làm như vậy thì anh em sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Đấy, đa số thì các cấu kiện thì mình có thể vẽ được hết rồi đúng không ạ, cột rồi dầm rồi thì tường rồi thì lưới, tất cả mình đều có thể mô hình được vào đấy, sàn rồi thì cọc, tất cả thì bản chất thì nó cũng chỉ là một thôi mà đúng không, sàn với móng thì nó cũng chỉ là floor, tường với cả cọc hay là các cái gì đấy thì nó cũng chỉ là các cái family items. Đâu rồi dầm thì nó là structural framing, gore rồi nó là gore rồi tường. Thế thì chúng ta cứ dùng các cái công cụ tạo lút, tạo phần tử ở đây thì chúng ta sẽ mô hình được hết, mà chúng ta chỉ cần nghĩ cách làm sao từ cái bản két chúng ta suy ra được cái đối tượng mà bên cái nút này nó cần thôi, thì chúng ta sẽ tạo ra được rồi. Ôi, buổi học của hôm nay của chúng ta thì chắc là nội dung thì nó cũng chỉ có thế này thôi. Anh em có cái gì mà anh em mà muốn hỏi không? Anh em đâu rồi ạ? Mọi người ngủ rồi à? Nếu mà anh em không có gì muốn hỏi thì chúng ta sẽ nghỉ nhá. Còn nếu mà anh em có muốn hỏi gì thì mình sẽ trả lời.